Ok, hello và chào anh em quay trở lại với video tiếp theo của mình. Đến hẹn lại lên anh em ạ. Hôm nay chúng ta đã có phiên bản cập nhật mới nhất của PVZ Hybrid 2.6 rồi anh em nhé. Đây sẽ là phiên bản cập nhật mới nhất, mới cập nhật ngày hôm qua luôn anh em ơi. Mới cập nhật ngày hôm qua luôn, nóng hổi luôn. Mình còn chưa kịp làm video cơ. Hôm qua mình bận nên là mình không làm video được. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau cập nhật và trải nghiệm cái phiên bản PVZ Hybrid 2.6 mới nhất anh em nhé. Ok, để tải và cập nhật cái phiên bản này thì anh em hãy tham gia Discord của Loan Cái Tây, xong sau đó thì anh em vào phòng có tên là mod PVZ. Ở trong đó thì đã có link tải cho anh em rồi. Anh em hãy tìm ở trong đó để có thể tải được cái phiên bản mới nhất của PVZ Hybrid 2.6 này anh em nhá. Ok, thì sau khi tải xong thì anh em có thể sử dụng cái bước của là save file giống như là trước mình đã hướng dẫn anh em rồi. Còn không thì anh em cứ vào thẳng game và chơi thôi. Ok, thì đây mình đã tải sẵn rồi, mình giải nhãn sẵn ra rồi. Thì anh em chúng ta sẽ cùng vào chơi thử luôn để xem nó sẽ có gì mới anh em nhá. Ok. Đây. Vào luôn anh em ơi, vào luôn anh em ơi. Đây anh em nhá. PVZ Hybrid 2.6 anh em nhá. Nhìn giao diện nó cũng khác bọt rồi này. Đó, ok. Anh em đợi chút rồi mình vào game nữa nào. Xem mà chúng ta sẽ có những cái gì mới nào. Mình thấy thì trên cái trang cộng đồng, trang đăng bài chính thức của bên Free của trang của chủ mod này đăng nhiều cái mới lắm rồi anh em ạ. Nên là anh em chúng ta sẽ vào xem là chúng ta sẽ có cái gì. Từ từ chỉnh màn cho anh em đã. Ok, cái này chắc là anh em đã nhìn thấy full màn hình rồi đúng không? Ok, chúng ta sẽ có cái giao diện cập nhật mới nhất của PVZ Hybrid 2.6 rồi. Nó sẽ như này anh em nhá. Anh em nhìn ở góc màn hình thì nó có cái dấu 2.6 đây rồi, version 2.6 đây rồi. Đó là chúng ta đã cập nhật thành công lên phiên bản 2.6 rồi anh em nhá. Ok, thì ở trong cái phiên bản 2.6 này chúng ta sẽ được cập nhật một số những cái màn chơi mới như sau anh em ạ. Đầu tiên thì chắc là chúng ta sẽ vào cái phần mini game. Trong cái phần mini game này thì chúng ta sẽ được cập nhật thêm đâu đó là, để mình đếm xem là bao nhiêu màn chơi mới nhá. Ở đây thì chúng ta sẽ có thêm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 12 màn chơi mới và thêm 3 cái cây cũng như là cái búa này. Chúng ta sẽ phải chiến thắng được 12 cái màn chơi này để có thể mở khóa được cái búa này, mới lại con cây mới này, mới lại cái cây mới này nữa anh em ạ. Cây này là cây xe đây. Tí nữa có gì đến lúc mà phân tích cây, mới lại phân tích zombie cái thứ thì mình sẽ phân tích sâu đậm cho anh em sau. Bây giờ thì anh em mình sẽ chỉ lướt qua những cái màn chơi mới thôi. Ok, tiếp theo thì chúng ta sẽ sang cái mục là survival. Ở cái mục survival này thì chúng ta sẽ được cập nhật thêm đâu đó là hai cái màn chơi mới. Đó chính là cái màn chơi đập búa vàng này này, và một cái màn chơi đánh con đây là boss thì cũng biết là nó sẽ chơi như thế nào. Đây thì mình vào thử xem nào. Vào thử thôi các em nhé. Chứ còn để mà chơi sâu đậm thì chắc là mình sẽ chơi trên stream đi, thì nó sẽ ok hơn. Ô, cái này là cũng chơi theo kiểu là, thế thì cái này là cũng chơi theo kiểu là gacha rồi. Kiểu đập búa xong rồi gacha này anh em này. Đây này, cái búa này thì chúng ta sẽ có thể đập được rất là nhiều những cái loại hố anh em ạ. Đây này. Ờ, đúng rồi, thế chơi theo kiểu gacha đập búa rồi. Ô, sao? Cái này để chúng ta sẽ test sau đi. Đó, ngắm nghĩa qua thôi. Còn đây là một cái màn đánh ngon Rambot này, thử xem mà như nào. Hình như là nó cũng sẽ là, là gacha luôn à. Ui, màn này là màn gacha luôn á. Ê ơi, thế thì, nhưng mà có thêm cả cái cây gacha mới này. Ok, thế này thì để mình chơi sau đi. Đó, xương xương rồi nó sẽ là như thế anh em nhá. Đó là hai cái chế độ mini game và survival, thì nó sẽ được cập nhật thêm một số những cái màn chơi mới như thế. Còn ở trong cái thư mục cái ngôi mộ nhỏ bên trái này anh em này, ngôi mộ nhỏ này thì chúng ta sẽ được cập nhật thêm đâu đó là một số những cái màn chơi mới như sau. Thì đầu tiên thì anh em vào trong cái mục này anh em ạ, ở trong cái mộ ở chính giữa này thì anh em mình sẽ được cập nhật thêm đâu đó là 4 màn chơi mới anh em nhá. Cái màn chơi đây này, 4 màn chơi sau cùng này anh em này, là 4 cái màn chơi mới. Đó, chúng ta sẽ hoàn thiện 4 cái màn chơi này để kiếm thêm sao để mở khóa những cái con cây tiếp theo anh em nhá. Đây, mở khóa cây thì chúng ta cứ vào cái mộ dưới đất này này. Còn ở đây này anh em này, đây mới là cái chế độ gọi là cực kỳ hot của PVZ Hybrid 2.6 này anh em này. Đây sẽ là cái chế độ hero anh em nhá. Đây nó sẽ là chế độ hero. Cái chế độ hero này thì chúng ta sẽ phải đánh đâu đó là rất là nhiều màn chơi đấy. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4 là 20, 20 màn chơi. Thì đánh xong 20 màn chơi này chúng ta sẽ có thêm đâu đấy là 20 sao. Và khi mà có đủ sao thì chúng ta sẽ mở khóa được những cái con plan mới. Thì cụ thể là cái màn chơi hero này nó sẽ có những cái gì thì anh em đợi mình chút để mình đọc qua anh em nhá. Trong cái màn chơi này thì chúng ta sẽ được trải nghiệm đâu đấy là 3 con hero.
Đầu tiên nó chính là con Hero Hero Gatling này, mới lại con Hero Sunflower này, mới lại con Hero Hamburger này. Thì ba cái con này thì nó sẽ có những cái kiểu chơi rất là đặc biệt. Thì cụ thể như nào thì chắc là hôm nào mình livestream mình chơi thì mình trải nghiệm, thì chắc là lúc đấy anh em sẽ có những cái pha xem và trải nghiệm nó sẽ cụ thể hơn. Còn bây giờ thì chắc là mình sẽ chỉ lướt lướt qua một chút thôi anh em nhá. Đây, mình sẽ vào thử qua cái con Galing P này trước này. Còn qua Galing P này trước anh em nhá, để cho anh em thấy được là nó sẽ bắn được cái thứ nào thôi. Ok, đây, cây cái thứ thì mang bừa đi thôi, không cần phải mang quá chính xác thì làm gì. Ok này. Đây, lúc mới vào thì anh em mình đương nhiên là sẽ nó sẽ cho chúng ta một con hero như này rồi. Nó giống như kiểu cái hôm nọ với video mà mình làm cái video mà PVZ di chuyển anh em. PVZ theo kiểu là di chuyển ấy. Đây nó cũng có một con như này này. Đấy, 1000 săn. Hình như là 1000 săn thì chúng ta có thể nâng được cái này lên thì phải. Nhưng hình như phải là mất 1000 săn cơ. Và đây thì con hero này nó sẽ có 3 chiêu thức anh em nhá. Con hero này nó sẽ có 3 chiêu thức là ở bên trái này anh em này. 3 chiêu thức của nó. Đấy, anh em thấy không? Thì, di chuyển thì nó sẽ bắn như này thôi. Nó bắn nói chung là con này thì nó là hero mà. Nên là nó khá là mạnh đấy. Đấy. Đấy, anh em đợi một chút để mình tăng cái tốc độ lên để cho nó hồi cái chiêu thức của con này đi. Thì lúc đấy thì anh em mình sẽ thử xem là con này nó sẽ bắn chiêu thức của nó ra như thế nào anh em nhá. Mình đang tăng tốc độ lên rồi đấy, mình đang tăng tốc độ lên rồi đấy. Quan trọng là bây giờ chờ cho nó hết tham. Bây giờ chờ cho nó hết tham để mình sử dụng cái chiêu thức của nó xem nó như thế nào thôi. Rồi, ôi. Thôi mất cái xe rồi, mất xe rồi. Không sao. Mình giảm tham xuống, mình giảm tốc độ xuống này. Xong rồi đây là máu này, cái chỉ số đây là máu của cây này. Ok, còn đây là sẽ sử dụng chiêu thức này. Ấn sử dụng chiêu thức này anh em này. Ui, chiêu thức thứ nhất của nó là bắn ra một loạt đạn rất là lớn anh em nhá. Chiêu thức thứ nhất của nó là bắn ra một loạt đạn rất là lớn. Còn chiêu thức thứ hai thì sao? Chiêu thức thứ hai thì bắn tỏa anh em ạ. Chiêu thức thứ hai thì bắn kiểu tỏa nòng. Còn chiêu thức thứ ba thì thử xem nào. Chiêu thức thứ ba thì nó sẽ như thế nào? Đây, chiêu thức thứ ba đây. Chiêu thức thứ ba của mình. Chiêu thức thứ ba thì cũng kiểu bắn tỏa ra. Chiêu thức thứ ba của nó cũng tỏa ra. Ai chà, ba chiêu thức của con này thì nói chung là cũng tùy lúc đấy. Ui chơi này khó đấy. Ui trông lách này. Ui thế này mất 100, ui mất 1000 máu của nó là không thể sử dụng tiếp được con này à. Ôi vãi cả nho nhỉ, chơi cái chế độ này là cũng hạt co đấy anh em ạ. Ok, có gì thì để sẽ mình sẽ trải nghiệm sau. Bây giờ anh em mình sẽ sang con khác đi, sang cái con Sunflower đi, thử xem mà nó sẽ như thế nào này anh em này. Đấy, xem chiêu thức những thứ nó như thế nào anh em nhá. Ai vào luôn. Anh em mình test thôi, anh em mình chủ yếu là test thôi chứ còn không quá sâu đậm đâu. Chủ yếu là test thôi. Đây, cái này cũng phải tăng tốc độ lên để cho nó hết thời gian hồi chiêu nhanh lên tí. Rồi, thử xem nào. Đây, xem là con này nó sẽ bắn như nào anh em nhá. Xem là con này nó sẽ bắn như nào nhá. Con này đừng nói là nó không bắn mà nó chỉ tạo săn nhá. Mình chưa đọc rõ tính chất con này nên là mình chưa rõ là cái chiêu thức của nó mang lại thì nó sẽ có cái gì nữa. Anh em đợi mình chút để mình đọc qua xem nào. Con này có skill bị động của nó là con này nó chỉ có chủ yếu là tăng săn thôi anh em ạ. Con này chủ yếu của nó sẽ là tăng săn thôi. Chứ còn về mặt khác thì tăng tốc độ tấn công, đặc quyền công chúa triệu hồi hai thẻ plan ngẫu nhiên. Rồi. Cái này thì phần leak ở bên trong trong PVZ thì mấy thằng ở trong Discord làm đang hơi thiếu này. Đang hơi thiếu cây cây vừa đấy là cái cây kia. Nói chung là nó cũng có 3 chiêu thức anh em ạ. Nói chung là nó cũng sẽ có 3 chiêu thức. Đây, chiêu thức đây. Đấy, chiêu thức của nó sẽ như thế này. Còn cây chiêu thức tiếp theo nó sẽ là như thế này. Chiêu thức thứ hai sẽ tạo ra hai thẻ ngẫu nhiên như này à? Rồi. Cái chiêu thức đầu tiên thì nó sẽ là tạo ra cái điều ấy sáng, còn đây là chiêu thức 3. Chiêu thức thứ ba sẽ tạo ra theo cái kiểu là mưa đậu lửa này. Rồi, ba chiêu thức của nó sẽ là như thế à? Ok. Nói chung là nắm nó cũng được phần nào đấy. Cũng được, cũng gọi là sơ sơ qua như thế đi. Tiếp theo anh em mình sang cái con này xem nào. Con này thì cũng 3 chiêu thức cơ. Con này cũng 3 chiêu thức cơ. Ui, zombie mới này. Đương nhiên rồi, chúng ta sẽ có sự xuất hiện của zombie mới thì chắc chắn rồi. Không thể ấy được, không thể khác được. Ở đây thì mang cây đi cho anh em mình vào test thử xem nào. Đây, con Hero Hamburger thì nó sẽ có hình thức như này anh em nhá. Con Hero Hamburger nó sẽ trông nó sẽ như thế này. Con này thì trâu hơn. Con này 5000 máu cơ. Ở đây bắn hai con này xem nào. Ôi hai này trâu nhỉ. Hai này trông nhìn trâu lắm đấy. Anh em đợi mình tí để mình cho cái cooldown của cái chiêu thức con này nó
nó giảm xuống thế nào. Để mình sử dụng chiêu thức của nó xem là nó có chiêu thức gì đã. Ây da, đây nó chạy được à, lại còn triệu hồi zombie nữa à. Áp cái ai trưởng 35 giây nữa nào. Nhanh lên nào. Ôi ôi ôi, con zombie di chuyển này. Ôi ôi, làm gì đây, làm gì đây. Ôi, à nhảy à. À, là còn nhảy như thế luôn á. Ôi, nhưng mà chiêu thức đâu hết rồi. Tôi cần chiêu thức thử phát thế nào. Ui, tạo quả cầu luôn kìa. Hát nhờ. À, tạo quả cầu luôn mà. Từ thế nào. À, đây rồi, chiêu thức kia rồi. Ôi, hóa lớn à. À, nhảy, chiêu thức đấy là nhảy. Còn cái này là như nào. À, bơ toàn bộ sân luôn. Còn này là như nào. À, ha, cái này là như nào. Ô, 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 là như nào đấy. Thế còn cái hộp sữa là như nào. Hộp sữa là như nào đấy. Ờ, hộp sữa đấy là cái độc hay như nào đấy. Nó vừa tạo ra hai cái thẻ gì ấy, nhưng mà mình chưa nắm rõ được. Ở đây chỉ là một cái vào mình test nhanh thôi, nhưng mà chưa đọc hết được cái chất của nó. Rồi có gì để mình có tí để mình dịch cái thứ xong thì mình lúc mà mình chơi ấy thì mình sẽ cung cấp đầy đủ thông tin hơn cho anh em. Bây giờ chỉ gọi là test qua thôi. Ok. Đó, nói chung thì nó sẽ là như thế. Còn là xương xương đâu đó thì chúng ta khi mà chơi xong hết những cái màn chơi đấy, win được hết, gom được đủ sao ấy, thì anh em mình sẽ có thêm đâu đó là 1 2 3 4 5 cái cây mới này anh em này. 5 cây à đâu 4 cây mới này với lại một cái xẻng. Cái xẻng này là cái xẻng kiểu xẻng linh hồn à, xẻng xẻng não rồi. Ok này. Rồi xẻng não thì nó sẽ là như thế. Với lại đây, vào đây thì xem là có cái gì mới đây không. Ở đây không có gì mới rồi. Rồi, thế thì quay trở lại đi. Vào thử thư mục plan cây cho nào. Xem là có gì mới nào. Ở đây thì chúng ta sẽ có thêm đây. Chúng ta sẽ có thêm một cái cây mới đây. Cái cây mới đây, cây mới nữa đây. Đây cái búa mới này. Còn đây là cái thẻ plan tạo xe này. Còn đây sẽ là cái cây cupid cẩu này. Đây là cây bắp ngô thì gì đấy này. Ở đây thêm một cái cây này nữa này. Nói chung là mỗi một cây thì nó sẽ có những cái đặc tính riêng. Có gì thì mình sẽ giải thích cho anh em từ tận sau đây thôi. Ok anh em. Ok, thì đầu tiên là cái con ổ mèo này anh em ạ. Con ổ mèo này thì sẽ có máu là 4.000. Và giá để có thể mua được nó thì sẽ là 325 săn anh em nhá. Khởi đầu nó sẽ là như thế. Còn nó sẽ có tác dụng là gây tăng thêm 100% tốc độ đánh cho tất cả các brand thuộc dòng là Kettel ở trên ô nó bảo vệ này. Và nó sẽ có thể gây đam 20 đam trên 3 phát bắn trên 1.5 giây các bạn. Đó. Tiếp theo sẽ là cái cây hộp quà ngôi sao này. Thì nó sẽ random gacha ra một số những cái con ngôi sao kia anh em nhé. Tỷ lệ thì nó sẽ là 24%. 24% cho 4 cái con ngôi sao màu nâu này, con ngôi sao kiếp nổ, con ngôi sao băng và con ngôi sao star food này. Còn cái con ngôi sao mà sao vàng vàng để rơi như này này thì nó chỉ có 4% để có thể tỷ lệ rơi ra thôi anh em nhé. Đó. Ok, và tiếp theo thì đến với lại cái con nấm cẩu ảo giác này thì nó sẽ có giá trị là 225 săn cho lần mua đầu tiên, cooldown thì sẽ là 15 giây. Mỗi 2 giây nó sẽ ném ra một trong 3 lượt đạn sau. Thứ nhất sẽ là 60% sẽ ra là nấm vũ trắng, tức là con đạn thường người này. Nó sẽ gây 50 dam cho toàn bộ zombie trong phạm vi là 1x1. 30% tiếp theo là đạn thứ hai là 30% nấm bùa mê như có thể gây dam như trên, nhưng mà tạm thời có thể thôi miên trong vòng 5 giây. Và đạn thứ ba sẽ là cái đạn 10% nấm quỷ có thể gây dam và có thể thôi miên zombie và tự tấn công bản thân trong vòng 5 giây anh em nhé. Ok, tiếp theo đó chính là cái cây nấm. Cái cây này gọi là nấm sấm sét à, hay là nấm xịt sấm sét hay như nào đấy thì mình không rõ cái tên nó như này là con đọc có chính xác không. Nhưng mà nó sẽ gây ra cái khả năng gây đam mà kiểu sấm sét như kia anh em nhá. Gây đam toàn map luôn anh em ạ. Bắn từ đầu sân bên này sang đầu sân bên kia luôn. Nói chung là gây đam thì mình thấy nó khá là ok đấy. Rồi, tiếp theo thì sẽ là cái cây xe này. Cái cây xe này thì đơn giản thì nó chỉ là sẽ spawn ra chúng ta một cái xe cắt cỏ đằng sau và cùng với đó là nó sẽ gây được hiệu ứng ớt nổ Jalapeno thôi. Đó anh em ạ. Đấy, anh em đang nhìn thấy là nó sẽ có thể tạo chúng ta một cái xe cắt cỏ đằng sau này và cái hiệu ứng ớt Jalapeno này. Đấy, ok không anh em? Đó, còn cuối cùng sẽ là cái con plan này gọi là con quạt bắp à hay là gọi là cái gì đây. Nhưng mà mình thấy thì cái cây này nó gây đam khá là yếu nha anh em nhá. Theo cảm nhận của mình thì không biết là anh em thấy thế nào, chứ mình thấy là con này gây đam yếu lắm. Nó chỉ có một cái tác dụng duy nhất là bơ một chút thôi, chứ còn mình thấy thì không gây đam quá mạnh lắm. Mặc dù là con này nó khá là đắt mà nó lại còn không sao nữa thì mà gây đam như này thì yếu lắm anh em ạ. Ok, xương xương thì mấy cái con cây mới thì nó sẽ là như thế anh em ạ. Còn tiếp theo chúng ta sẽ thử sang cái bọn zombie đi, thì xem là bọn zombie nó sẽ có gì anh em nhá. Nói xương xương thì mấy cây mới thì nó chỉ như thế thôi. Nói chung là trong mấy cây mới này thì mình
cũng chỉ thấy là nó đẹp đẹp ở cái cây nấm cẩu thôi miên kia thôi anh em ạ. Đó, ok, tiếp theo nào. Sang cái phần zombie thử xem nào. Sang phần zombie thì mình nghĩ là chúng ta sẽ có thêm một số những con zombie mới chứ đúng không? Ở đây rồi. Gagatua. Ui, Gagatua bóng bầu dục đen à? Ác chưa? Đương nhiên là sẽ có Gagatua bóng bầu dục đen thì sẽ có con IMP bóng bầu dục đen rồi. Con này là con Zaboni. Con Zaboni Gagatua, Gigagatua luôn à? Còn con này là con Pikatut, con zombie Pikatut, con này là con zombie hộp quà Gonut. Con này là con zombie Gonut San. Con này là con zombie Bop. Con này là con Gagatua. Con này là con Gagatua Ice King à? King Ai à? Còn con này là con Derrabot à? Ai chả, có thêm một số những con zombie mới như thế đó. Trông được chứ. Rồi, ok. Nói chung là sương sương thì anh em mình sẽ có những cái cập nhật như thế. Còn không biết là về sau thì nó sẽ như thế nào đấy. À, còn cái mấy cái dòng này không biết là nó sẽ là cái gì đây. Để anh em đợi mình chút thì mình dịch. Để xem nào nó sẽ là cái gì nào. Mình thấy là có một số những cái máy mới này. Xem nào nó dịch ra cái gì nào. Cái dòng chữ mấy cái ô bên trái này thì anh em thấy là nó sẽ tương đối giống với bản cũ rồi, không có làm gì. Còn cái đây thì sẽ là hiển thị báo thực vật này. Lá cờ này, đồ cờ thôi. Cái này lớp chặn hạt tiêu thì nó nói chung là mấy cái này chắc là không quá quan trọng đâu anh em ơi. Ok, thì xương xương thì là cái bản cập nhật 2.6 thì nó sẽ là như thế anh em nhá. Có gì thì mình sẽ gửi cho anh em đến những cái video mà mình chơi gameplay các thứ, mình trải nghiệm nó cụ thể chi tiết hơn sau. Nếu có gì trên livestream thì mình sẽ chơi nó chi tiết hơn sau anh em nhá. Ok, cảm ơn anh em đã theo dõi hết video của mình. Nếu như anh em thấy video hay để lại cho mình một like và subscribe kênh, và đừng quên comment xuống phần bình luận anh em nhé. Đón chờ mình những video tiếp theo để trải nghiệm cái mod PVZ Hybrid 2.6 này, cũng như những cái buổi live stream để cùng anh em trải nghiệm cái mod này sâu đậm hơn anh em nhé. Ok, cảm ơn anh em rất nhiều. Bye bye bye. Hẹn gặp lại anh em vào những video tiếp theo. Bye bye bye.